Hey, khai thật đi, các bạn đã xem bộ phim Deadpool and Wolverine được bao nhiêu lần rồi và đâu mới là phân cảnh khiến cho các bạn cảm thấy ấn tượng nhất? Liệu có phải phân đoạn Deadpool nhảy bay 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 cực kỳ quả xéo hay không? Hay là phân đoạn Wolverine dùng hết sức bình sinh để trừ Deadpool không kịp vuốt mặt? À, hay là phân đoạn Chris Evans xuất hiện xíu đẹp trai nữa? Thôi được rồi, bạn đi biết là đang có quá nhiều những phân cảnh đang nảy số trong đầu của các bạn ngay lúc này. Vậy thì đừng lo, đã có Way to Wear ở ngay đây để tổng hợp cho các bạn top 10 những phân cảnh cực kỳ đáng nhớ và ấn tượng cho bộ phim Deadpool and Wolverine. Và trước đó thì Way to Wear Movie chúng mình cũng đã có những video tổng hợp top scene trong bộ phim Spider-Man No Way Home và Doctor Strange 2. Chính vì thế nếu như các bạn có hứng thú để xem lại thì hãy click vào đường link ở ngay đây nha. Và lưu ý rằng video của chúng ta ngày hôm nay được tổng hợp theo diễn biến của bộ phim chứ không phải là một bảng xếp hạng những phân cảnh hay hoặc dở. Còn nếu như các bạn đã sẵn sàng rồi thì Way to Go, go, go. Mở đầu cho danh sách ngày hôm nay, đương nhiên không thể là cái tên nào khác ngoài ca khúc đã lan tỏa và ám ảnh cư dân mạng trong suốt cả tuần vừa qua. Đó không gì khác ngoài đoạn intro của phim, nơi mà Deadpool đang múa may quay cuồng trong lúc làm gỏi hết các đặc vụ từ TV trên nền nhạc Bye 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 của NSYNC. Dù đã là một ca khúc có tuổi đời lên đến 24 năm, nhưng cũng chính nhờ màn thể hiện của Deadpool ở trong phim, ca khúc kinh điển đầu thập niên 2000 lại có dịp sống trở lại. Dành cho những ai chưa biết thì người thực hiện điệu nhảy của Deadpool trên màn ảnh rộng chính là Nick Pauly, người đồng thế của nam diễn viên Ryan Reynolds trong Deadpool và Wolverine. Nick Pauly cũng có một chia sẻ khá thú vị về quá trình được tuyển chọn vào bộ phim này. Đó là anh đã được Marvel Studio liên hệ và bắt anh học nhảy cấp tốc ca khúc Bye Bye Bye. Và đương nhiên, dù chưa được tiết lộ dự án mình sẽ tham gia là gì, nhưng vì đã được một hãng phim lớn liên hệ, anh đã ngay lập tức tập nhảy và gửi đoạn clip về cho Marvel ngay trong ngày. Và vài ngày sau đó, anh nhận được thông báo rằng mình đã được tuyển chọn làm diễn viên đồng thế cho Ryan Reynolds trong Deadpool và Wolverine. Và như người ta vẫn thường nói, mọi thứ sau đó đã trở thành huyền thoại. Bởi khi khoác lên mình bộ quần áo Deadpool, Nick Pauly đã cho thấy rằng bản thân có thần thái không kém gì nam diễn viên Ryan Reynolds và tạo ra một trào lưu quá sức viral trên mạng xã hội. Như lời của Deadpool từng nói, phần phim thứ 3 này của anh sẽ truyền tải kha khá thông tin quan trọng đến cho người xem. Và một trong số chúng chính là những thông tin cực kỳ quan trọng liên quan đến đa vũ trụ, thứ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của vũ trụ điện ảnh Marvel mà Deadpool được nghe giải thích bởi Paradox tại TVA. Tại đây, người xem chúng ta lại được giải thích thêm một kiến thức mới, đó là khái niệm về nhân vật đinh của một vũ trụ. Ở Earth 10005 mà Deadpool cũng như phần lớn các bộ phim X-Men của nhà Fox, nhân vật đinh của họ chính là Logan, aka Wolverine, aka nhân vật được thủ vai bởi Hugh Jackman. Và khi Logan chết đi trong bộ phim riêng cuối cùng hồi năm 2017, đã khiến cho cả vũ trụ nơi mà Deadpool đang sinh sống chết dần đi theo thời gian. Thế là Paradox đã quyết định thực hiện một kế hoạch nhân đạo, đó là rút ngắn thời gian từ vài chục ngàn năm trước khi vũ trụ đó chết đi thành chỉ còn 72 tiếng. Việc giới thiệu thêm một vài cách thức hoạt động mới của đa vũ trụ chắc chắn sẽ càng khiến cho vũ trụ Marvel đã rối sau hàng loạt các tác phẩm về đa vũ trụ lại càng rối hơn. Khi mà nhiệm vụ của các nhà làm phim giờ đây chính là tìm cách xác nhập hội X-Men của nhà Fox, một vũ trụ cực kỳ rối rắm về khái niệm timeline về với Marvel và Disney. Và chúng mình sẽ dành hẳn ra một video riêng để giải thích thêm về các thông tin này, vì thú thật với các bạn là nó quá dài dòng và rắc rối. Còn giờ, chúng ta hãy tiếp tục với nội dung video ngày hôm nay nhé, bởi vì nếu dành thêm thời gian cho phần giải thích đa vũ trụ, chắc chắn rằng video ngày hôm nay sẽ kéo dài hơn một tiếng đồng hồ mất. Tiếp theo sau đó là một trong những phân cảnh khiến cho nhiều fan của Marvel phải hú hét nhiệt tình nhất trong rạp. Đó là khi Deadpool du hành khắp đa vũ trụ để tìm một Wolverine khác về để thay thế cho Wolverine đã chết tại vũ trụ của mình. Tại đây thì Deadpool bắt đầu gặp gỡ với một Wolverine lùn tịt, tái hiện lại chiều cao chuẩn xác của chàng người sói trong comic. Kể đến là Wolverine từ Earth 295, mang biệt danh là Weapon Omega. Theo nguyên tắc truyện tranh, Earth 295 là một thực tại tăm tối, nơi gã dị nhân Apocalypse đã tiếp quản nước Mỹ và Magneto, chứ không phải giáo sư X, là người thành lập nên X-Men. Tiếp theo đó là phiên bản Wolverine bị trột Patch, một bí danh mà Wolverine sử dụng khi đang hoạt động bí mật trên đảo Madripoor. Nhân dạng này đã xuất hiện lần đầu tiên là vào năm 1988, trong đầu truyện tranh Marvel Wolverine Issue thứ nhất. Old Man Logan, một phiên bản Logan còn già hơn cả Logan 2017, từ đầu truyện cùng tên với biến thể này được ra mắt hồi năm 2008. Wolverine bị đóng đinh trên một chữ X to tướng để tái hiện lại tập truyện huyền thoại của dị nhân này từ Uncanny X-Men 251. Sau đó là cảnh chiến đấu dù ngắn ngủi và gần như chưa kịp diễn ra nhưng vẫn đủ khiến cho khán giả phải phát cuồng. Đó chính là phân cảnh Wolverine đấu với Hulk như trong tập truyện The Incredible Hulk số 340. Và cuối cùng chính là phiên bản Wolverine gây bất ngờ nhất. Wolverine, biến thể của Logan được thủ vai bởi nam diễn viên Henry Cavill. Đây chính là một trong số những fan cast nổi tiếng nhất trong những năm gần đây của cộng đồng fan nhà Marvel, khi cựu Superman đã nhiều lần được xéo tên sang đóng phim cho MCU trong vai trò Wolverine. Và rõ ràng là như lời Deadpool đã nói, DC đối xử với anh thật tệ.
Và cuối cùng thì Deadpool đã bị Wolverine đấm văng tới vũ trụ của Wolverine, bị cho là người sói tệ nhất đa vũ trụ và cũng chính là nhân vật chính thứ hai đồng hành với Deadpool trong phần phim này. Dù đã được nhá hàng một chút trên trailer, nhưng quả thật là khi ra đến rạp, trận chiến tay đôi giữa Deadpool và Wolverine thực sự là quá mãn nhãn và xứng đáng với từng đồng tiền vé bỏ ra. Trận chiến của hai nhân vật có khả năng hồi phục đỉnh nhất của Marvel, cộng thêm với việc Kevin Feige cùng các cộng sự đã chịu chơi lớn khi chấp nhận cho phim được dán nhãn R, nên ta đã được xem một màn chạm trán quá ư là hấp dẫn và điên rồ trên màn ảnh rộng. Và chúng mình cũng xin phép ăn gian một xíu khi nổi thêm sang một phân cảnh ngay sau đó. Đó là trận chiến thứ hai của cặp đôi trên chiếc xe Honda Odyssey. Khác với sự kịch tính của trận trước, thì trận chiến bên trong không gian chật hẹp này lại mang đến nhiều tiếng cười hơn cho người xem. Đó là còn chưa kể đến trước đó, Wolverine đã có một màn combat mõm khá là thành công trước Deadpool và khiến cho anh chàng luôn được biết đến với biệt danh lắm mồm, phải cầm nín. Sau màn xuất hiện chấn động của Henry Cavill trước đó, khán giả chưa kịp ngơi nghỉ thì tại The Void, Deadpool và Wolverine lại tiếp tục cho khán giả chiêm ngưỡng màn cameo bất ngờ thứ hai. Đó không gì khác ngoài sự tái xuất trên màn ảnh rộng của MCU từ Chris Evans. Những tưởng như đây là một biến thể khác của Captain America với một tay cầm búa, một tay cầm khiên, Whole Avengers Assemble. Nhưng không, đó lại là câu khẩu hiệu Flame On quen thuộc từ chính nam diễn viên trong vai Johnny Storm từ Fantastic Four. Được trở về với vai Johnny Storm có thể nói là quá vui với con người thật của chính nam diễn viên Chris Evans, một người hài hước, lắm mồm và thích pha trò, chứ không hề thanh niên nghiêm túc như Steve Rogers. Và đúng như nếu không phải Ryan Reynolds thì thật khó có thể tìm ra một ai có đủ sức để thuyết phục Chris Evans quay lại để đóng một vai cameo cho Marvel. Bởi trước đó không lâu, cũng chính Ryan đã thuyết phục được Chris Evans đóng cameo trong phim Free Guy của mình. Bên cạnh hai phân đoạn ấn tượng trong phim là Flemon và phân đoạn bị Cassandra Nova lột ra, thì after credit của chính Chris Evans cũng vô cùng chất lượng và sẽ trở thành một phân cảnh hài bậc nhất của MCU mãi về sau. Hoành tráng không kém gì Chris Evans, đó chính là màn tái xuất màn ảnh rộng của những tên tuổi quen thuộc. Lần lượt là Electra Nacho của nữ diễn viên Jennifer Garner từ bộ phim Daredevil được ra mắt hồi năm 2003 với Ben Affleck đóng chính. Tiếp theo đó là Blade của nam diễn viên Wesley Snipes từ ba bộ phim Blade được ra mắt hồi năm 1998. Nhân vật tiếp theo của nhóm người này chính là Gambit của nam diễn viên Channing Tatum. Đây đáng lý ra là một nhân vật nằm trong kế hoạch của vũ trụ điện ảnh Marvel, nhưng dự án về phim riêng của Gambit sau cùng lại bị cất xó. Và đến tận ngày hôm nay, Channing Tatum mới có cơ hội xuất hiện với hình ảnh Gambit trên màn ảnh rộng. Và cuối cùng, chúng ta có sự tái xuất trên màn ảnh rộng của X-23, Laura Kinney của nữ diễn viên Daphne Keen, nhân vật từng xuất hiện trong bộ phim Logan được ra mắt hồi năm 2017. Sự luyến tiếc duy nhất dành cho màn comeback đầy ấn tượng này có lẽ là phim không đưa được lên màn ảnh một Magneto hay Daredevil nào khác. Nhưng không sao, rõ ràng là những cái tên trên cũng đã quá là chất lượng và tạo ra một khoảnh khắc rất tuyệt vời cho khán giả. Tạm gác lại màn lươn lẹo của chính Daphne Keen khi liên tục phủ nhận rằng bản thân sẽ không quay trở lại trong vai trò X-23. Và lần cuối ta được nhìn thấy cô nàng chính là trong bộ phim Logan 2017, nơi mà cô được cho là sẽ tiếp nối những di sản to lớn mà Wolverine của Hugh Jackman đã để lại. Thì việc cô trở lại trong bộ phim lần này là vô cùng quan trọng cho sự phát triển của nhân vật Wolverine ở trong phim. Khác với một Logan quá tuyệt vời ở vũ trụ Fox mà chúng ta vẫn được xem, Wolverine lần này là một Wolverine khá thất bại trong việc bảo vệ mọi người. Vậy nên, phân cảnh Laura an ủi và động viên đã tạo ra một động lực rất lớn để cho Logan có thể bước tiếp và hoàn thành trách nhiệm của mình, thay vì lẩn trốn như một kẻ hèn nhát. Đồng thời, đoạn hội thoại giữa cả hai cũng cực kỳ cảm xúc và xứng đáng nằm trong danh sách top 10 cảnh phim ngày hôm nay của chúng mình. Cũng vì từng biến thể mà Deadpool và Wolverine đã gặp ở The Void đều được xây dựng ấn tượng, vậy nên nó đã tạo ra một tiền đề rất tốt để dẫn đến trận chiến hoành tráng nhất của bộ phim ở hồi sau. Khi mà Deadpool, Wolverine, Elektra, Blade, Gambit và X-23 cùng nhau chống lại đoàn quân dị nhân của Cassandra Nova. Tại đây, mọi kỹ năng, mọi sức mạnh của từng nhân vật đều được phô diễn trên màn ảnh. Có thể nói rằng nếu như các bạn biết rõ hết về từng nhân vật trong trận hỗn chiến này, thì quả thật là trận đánh lớn này trong Deadpool và Wolverine chỉ xếp sau Avengers Infinity War và Avengers Endgame về độ hoành tráng và hấp dẫn. Tương tự như dàn dị nhân hùng hậu của Cassandra Nova, thì đoàn quân Deadpool tại The Void cũng là tâm điểm của bộ phim lần này, sau khi Cassandra Nova quyết định sẽ chiếm lấy quyền kiểm soát của máy chém thời gian từ Paradox. Cô đã mở cổng dịch chuyển để đưa hàng trăm Deadpool từ The Void tới để cản chân. Danh sách những cái tên Deadpool ấn tượng đã được chúng mình liệt kê ra rõ ràng trong video siêu soi toàn bộ các chi tiết đinh trong Deadpool and Wolverine đã được lên sóng trên kênh Way Too Weird Movie. Các bạn có thể ghé qua để xem lại nhé. Và để đối đầu với dàn Deadpool Corp hùng hậu, hai nhân vật chính của chúng ta đã bước ra trên nền nhạc Like a Prayer của Madonna. Phải thú thật là giờ khi nghe lại, phân cảnh đó thực sự nổi da gà và không hề thua kém gì đoạn intro Bye 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 của Deadpool ở đầu phim.
Thậm chí, cảnh cuối phim này còn ấn tượng hơn cả khi mà Wolverine đã đội lên trên đầu chiếc nón huyền thoại hệt như ở trong comic, thứ mà khán giả đã mất tới 20 năm chờ đợi để chứng kiến Hugh Jackman thực hiện. Điểm trừ duy nhất của phân cảnh này đó chính là các nhà làm phim đã không chịu tiết lộ người đằng sau chiếc mặt nạ của Lady Paul, còn toàn bộ những thứ còn lại thì đều thật hoàn hảo. Khi không những chém giết không ngơi tay, phim còn tinh tế lồng ghép vào một phân cảnh tri ân cố nhà văn Stanley. Và lại một lần nữa, khúc nhạc huyền thoại Like a Prayer của Madonna lại được vang lên một cách cực kỳ xúc động trong phân cảnh cuối phim và cũng là phân cảnh cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay của chúng mình. Theo đó, để ngăn cản kế hoạch xóa sổ toàn bộ vũ trụ của Cassandra Nova, cả Deadpool và Wolverine đã quyết định can thiệp vào nguồn cung cấp năng lượng cho máy chém thời gian. Thứ sẽ khiến cho người bất tử như cả hai sẽ bị tan biến ở cấp độ phân tử và không thể nào tái tạo lại. Nhưng đó chỉ là đối với một người bất tử mà thôi. Còn đối với cặp song sát như Deadpool và Wolverine thì chữ chết không hề tồn tại trong từ điển của họ. Và thú thật, chúng mình và phần lớn khán giả trong rạp phim ngày hôm đó đều hú hết không biết mệt khi Wolverine sử dụng vuốt đâm vào trong cỗ máy, khiến cho áo của anh bị xé toạc ra, để lộ ra phần cơ bắp mãn nhãn trên nền nhạc Like a Prayer. Thực sự là Marvel rất biết cách chiều fan khi đem lên màn ảnh những thứ hấp dẫn đến như vậy. Chưa bao giờ Bonnie thấy một cái list cảnh phim ấn tượng nào khó chọn như là ngày hôm nay, khi mà Deadpool 3 đã sở hữu cho mình những phân cảnh vô cùng đáng nhớ rồi. Vậy còn các bạn thì sao? Đâu mới là phân cảnh yêu thích nhất của các bạn thì hãy comment ở phía bên dưới cho chúng mình cùng biết với nhé. Còn bây giờ thì vẫn như thường lệ, Way Too Weird, out!